2, 1, bắt đầu. Qua luôn, qua khao, nó cắt đầu qua luôn. Còn Nông Nguyên, Mark West đang dẫn đầu sau khi đề ba. Rossi có vẻ không thể nào mà đã giết được. Chết cha rồi. Mark West chạy tốt quá, Mark West đó. Có vẻ như hệ 50 đang diễn ra rất là quyết liệt. Ê, anh Xu đang bị phạm luật. Đúng rồi, hay quá. Nhanh lên Xu, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, anh Du chạy quá hay. Anh Du đang bám đuổi rất là quyết liệt. Du từ đội Ducati và Su từ đội Suzuki, cả hai đang bám sát quyết liệt. Có vẻ như anh Du đang tìm cơ hội để vượt qua. Và vượt qua rồi. Ôi, xem nữa là đụng rồi, xem nữa là đụng rồi. Không sao, xem nữa là đụng rồi. Một pha xử lý quá ư là nhanh nhẹn để tránh tai nạn. Sau pha vượt không thành công thì Su đang dẫn đầu và Du đang bám theo rất là tích cực. Phía đằng sau là có một ông kẹ. Ông kẹ cũng chạy hệ 50. Liệu Du có thể vượt qua được Su? Liệu Du có thể vượt qua được?
Dũng ơi, Du sắp vượt qua được rồi, Du sắp vượt qua được rồi. Du đang bám đuổi rất là quyết liệt và chuẩn bị vượt qua được rồi. Cố lên Du ơi. Một sự bám đuổi rất là quyết liệt. Những cú ôm cua điệu nghệ và thật sâu. Chỉ còn 5 vòng nữa là sẽ kết thúc vòng đua. Marquez liệu có thể qua được Rossi? Du có thể qua được anh Su? Sự bám đuổi đang rất là quyết liệt. Đấy, qua nào, qua nào, qua nào. Sắp qua được rồi, sắp qua được rồi. Sắp qua được rồi, sắp qua được rồi. Đây, liệu cái cua này. Đấy. Ồ, Su có vẻ đã hố cua và Du đã bắt kịp. Một cái cua ngon. Lấy cái cua nào. Lấy cái cua và vượt qua nào. Đúng rồi, vượt qua nào. Vượt qua đi Du ơi. Chạy qua luôn Du ơi. Hay lắm, vận động viên Du đã sắp qua được. Ôi, chưa qua được, sắp qua được rồi. Chưa qua được, chưa qua được. Du đã đi lộn đường, Du đã đi lộn đường. Và đang bị tai nạn Suzuki vượt qua. Và bây giờ anh Du sẽ, anh Su sẽ bị phạt. Su sẽ bị phạt dừng 5 giây. Chậm lại, con bị phạt do hồi nãy con đi sai đường. Tới luôn, rồi, con bắt đầu chạy, chạy tiếp, con bị phạt do hồi nãy con sai đường. Đúng rồi. Chết cha, cả anh em đều bị phạt lộn đường. Thôi, không sao, vậy là quê. Ok, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Sau màn trọng tài đã bắt phạt đội tuyển Suzuki vì lý do đi sai đường ở những vòng đầu tiên, thì vận động viên của Ducati anh Du cũng lại đi sai đường nên thế là quê. Vị trí dẫn đầu vẫn đang như cũ và các vận động viên có đang có chiều hướng mệt mỏi và chuẩn bị nghỉ. À. Sao? Hai động vận động viên sau khi thi đấu thì ai chạy nhanh hơn ai? Ồ, Du chạy rất là khốc liệt. Có những đoạn cua Du muốn vượt qua nhưng mà khó mà có thể vượt qua được anh hai. Nhưng mà nếu mà Du mà đi đầu thì anh hai cũng khó mà vượt qua Du nếu như Su không ăn gian. À, vì dòng này Su ăn gian nên Su đã bị phải dừng lại đợi em. Nhưng mà hên sao em lại quên được, đi sai. Thế là Du, Su vẫn giữ vị trí chiến thắng, Du cũng chiến thắng luôn. Và hai anh em hồi nãy có xém đụng xe không? Con đi trước, con ừ. Của em rồi em ủi xe con. Xém nó ủi không? Rồi còn Du đụng vô đâu của xe anh hai? Ừ, có sợ không? Không. Có dám đua nữa không? Có dám đua nữa không? Có đua nữa không? Cởi nón ra cho em nè. Ừ, rồi lấy tay kia cởi ra cho em, đúng rồi. Cho em mát nè, rồi cho em lột đầu ra luôn, đúng rồi, để nhẹ nhàng xuống đất, chính xác. Ồ ủa cha, bên này miếng giấy không chạy rồi nè. Ờ, cha biết rồi. Thank you.
nó đang đợi thằng này chạy. Thằng này nó đang giận, nó đang giỏi. Nó đang giỏi là do thằng nhỏ chạy qua được. Rồi, ok.